Con vừa nghe chị để đây nha. Ừ, thì con nhà cho. Mày ơi, ta để đây nha. Ừ. Cái gì vậy?
Mẹ chưa? Em nữa à, em mới nói nè, mới nói cái chuồng này phải tiếp tục. Cứ được con cá rô nào. Và đây mai hôm nấu cắm lợn.
Này, nuôi. Ở dưới kèm tất phế hai ba kèm. Bạn tí bày buồn vào mặt nhé. Này, mới sẽ thơ hoa đánh được. Thôi bác ra. Ta lấy con thụt nhỉ? Con khuẩn này lớn lộn nữa. Đấy lớn lộn nó lạc khác, cái này lạc khác rồi. Đây cũng cân hai. Cứ bán ba con rồi chờ bao nhiêu thì được. Chọn con to. Ở đó cái túi xanh nữa cho ra có đâu, cái túi xanh ấy. Thế nào? Có túi à? Còn đây. Không phải đâu. Nó có cả trường có. Ê, chắc là chú. Ba lại mất con cá rồi. Thế kệ, cho bà không làm. Cứ làm ra vậy à? Ừ. Chúng bạn ăn mà kia bắt thải lấy cái này. Còn nó ta đi cả bữa rồi, học bằng luôn cái chuyện này. Không không mặc được. Có con nhỏ này lấy một con đến cho nó đủ không không? Một cân mà tính một cân rồi. Của bác Hảo kia. Có tiền đi. Bao nhiêu? Đừng đục vào đấy luôn mong hữu. Cho xin nha. Cho vào đây. Dù cô chưa thì không biết ạ. Cô chưa được lỡ rồi. Không thể cái đi hết về chỗ tính nữa. Có phải à? Hả? Nhập hai chúng rồi. Cô chưa được lỡ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tối mày làm cơm rồi. Một cân giả cá luôn. Cái này 20.000 đấy. Bảo bờ thằng này cũng bình đàn thầu nó. Con kéo giá mày để xong.
thử cái này 2 cân đi. Đây, như chuyển con đất. Mấy mà hộp giá tiền bánh như đấy. Thế ông mười nhà tao vào hơi, ông vừa ông ở ngoài làm một thóc có phải phủ cái này nhá, phủ cái thứ này vất vả. Em vẫn ngoài theo hứ, hôm nào lấy rồi? Hôm qua chiều hôm qua vừa nhận mà. Thế á? Vâng. Nhưng mà kiểu cái mùi ấy thế. Mẹ bật bỏ cho em đi. Cái này bao tiền đấy? 15.000 con này về ăn. Bắt chị nghe một cưới rồi nhưng mà...
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tô đấy á. Có một đĩa nữa. Đây rửa tay cơm đi con. Đi rửa tay mẹ nấu cơm xong chưa? Đây mẹ đi bán nữa ấy. Nè, rửa tay ăn cơm đi. Ngon lắm. Ăn cá. Về đây rửa tay đi con. Nè. Rét nữa. Để về đây đi rửa tay ăn cơm á. Mẹ múc rau nha. Mẹ múc rau rồi. Rửa đi. Cái này cũng phải rửa tay với rửa bát đấy nhở? Không được đổ nước đâu nhá. Dép đâu? Mất dép rồi à? Một chân ra. Một chân thì lấy dép chứ. Nhiều nó thật. Đi mở để ăn đi. Ăn cá đi. Mà để vào đây tí nước vào đây thì sao? Tí mình chả ướt à? Tí nước vào trong đấy cho bột sao luôn. Cho con xong luôn nhá. Con dùng cái này. Con dùng cái. Dùng cái búa. Đây rồi. Ôi dồi, bác con thấy sôi chưa? Chuẩn bị, hai ba ăn cơm. Con lấy ghế đi. Mẹ ơi. Mẹ. Ừ. Lấy cái này lên trên à. Đổi cho đây cho con nhé. Mẹ chỉ có một khăn chai. Ừ, thì mẹ chai. Ừ. Đây còn bát này. Con ơi. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi, ăn quả chai đi. Quả chai. Quả chai. Con cá. Ngon lắm. Không, con ăn quả chai thôi. Để ăn đi. Ăn quả chai thôi. Ừ. Ăn lại cá rồi. Con ăn cá. Ừ. Để hả cơm chứ. Ba. Không, lấy cả cơm. Để bắt. Không ăn á. Không ăn ngồi xem. Khoan bố với mẹ ăn. Không có ăn được. Sao ăn mưa rồi. Nampak tak payah?
Bố mẹ ăn hết con trai nhé. Anh này làm thôi nhé.